Hello, come back to my channel. Start screen go. GTA Vice City. Ok. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Let's go. You from that old folks' home ranch place. Give me an ID. Get some. Và ở đây thì mình sẽ vào thay bộ đồ quần áo. Nice bike. Let's go. Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe.
so difficult having a rich and powerful father. Bounce. You hit me. See you around, handsome. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ 2. Hey, so there he is, huh? I got you a nice little place. This is it, Tony. Home sweet. Now take me to my place. Rồi, cứ theo bà. Let's go. OK. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close.
know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's get over there. Let's go around the back and use the service door. Và 1.500 tiền này các bạn có thể mua cho mình một ngôi nhà hoặc các bạn có thể mua cho mình một chiếc ô tô. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư, GTA San Andreas. Francis, everything up. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Ở đây, chiếc xe ô tô đã bị nổ rồi. Và các bạn phải đi bằng chiếc xe nào? Đi theo anh chàng có mũi tên này. Take you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How'd I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Where can I get some takeout around here? Fine, Whitney's more family. Shit, a baller's car's onto us. Split up. Keep up, motherfucker. You're just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Idiot. Candleless. Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Hey!
wanna be? Oh, look, she's a good girl. You looking like the road kid. Sold them niggas who's gangster. Ride a nigga. So okay, took him till up. So sit in here. For us, mother. Let's go. Ở đây thì đang bị mắng cánh cửa ở đây rồi. Và nhiệm vụ đầu tiên đó là các bạn phải tìm một chiếc camera.
So cái hệ pháp bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ sáu. See the near field. Day one. Let's go. Ra khu vườn. Đây các bạn sẽ phải tìm 3 ngôi nhà tất cả. Trong mỗi ngôi nhà thì sẽ có một câu hỏi. Các bạn trả lời đủ 3 câu hỏi thì lúc đó các bạn sẽ đến được điểm đích cuối cùng. Và lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được phần 1 của tựa game này. Rồi, mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. 4 đây. Đây là số 5. 2 và 3. Và các bạn sẽ phải tìm kiếm hai ngôi nhà nữa. Khi trả lời đủ, lúc đó các bạn sẽ quay về ngôi nhà vừa rồi để đến điểm đích cuối cùng. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển sang chapter 2. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 7. Lên. Let's go.
Never far. Number 7. Rồi, đến Never Lie. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game cuối cùng. Đang ở đây. Ok, let's go. Finish the match. Hummus.
Richard Nook. Ở đây thì mình sẽ phá chiếc khóa này. Rồi, và các bạn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó là tìm một chiếc chìa khóa mở cánh cửa này ra. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.